Animal Crossing. Well, Animal Crossing stuff. That was the Animal Cracker? Yeah, for Tammy. Yeah. For Tammy, huh? I like the fish. Go fish, Gonga. Go fish, though. Go get goldfish. Like you like goldfish, eh? There you go, get goldfish. Go fish. Let's go fish. Yes. Come on. Hi. Here. Yeah, get it. Let me see. I got it, heavy. You get it? Yeah. Okay. You hold yourself. Can you hold it? Yeah. Why? More on there. Go fish on there. One and two. Mm-hmm. Because where's the third one? Mà ông này đánh như ba từ sáu đồng mấy sao? Hey, chỉ cần hey, where's the third one? Như hoàn thành rồi. Rồi, đi không? Đi. Be careful. Kaden. We need to get Parmesan to get to go with our spaghetti. Nha, nha, nha. Madeline nè. Muốn ăn này dễ sợ luôn á ba. Mom, does that say veggie? Tặng cho mẹ nha. Valentine's Day. Mẹ thì nghĩ khi giờ nó thích ăn lắm. Madeleines are so delicious. Oh, rồi đi coi flowers có đẹp không? Mommy, you're beautiful. I know. This one's so pretty. These ones are back to blue. Those are lilies. Mommy, would you like some lilies gently to go with your lily? Nè, 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 đứng đây mà chụp tấm hình nè. Both of you, look at your smile. Wait, you're covering Kaden's face. Smile. Gotcha. Be careful. Kaden, smile. Gotcha. Yeah, carnations. What carnations? Carnations right here. $9.99. Here, I have a flower. Chụp hình vậy luôn hả? My turn! Mine. You're covering your face. You have to put down. Mine. Your turn. Okay. Không biết cầm không ơi. Ok rồi, đi. À, đẹp lắm. Colorful one. Then like that, the background flowers and it's nice. Yeah, wow, beautiful. Look at me. Oh, be careful! Don't fall. I was upside down. You're upside down. Come on, upside down again. Okay, let's come over here. That's your favorite cookie. No, usually the other colors are nicer. Oh, look at the roses. I feel like Belle. Yeah. I feel like poopy butt. No, it's not poopy butt. I feel like poopy butt. Mommy, the last petal. I feel like poopy butt. I feel like poopy butt. I like that one. I feel like poopy butt. Ooh, that one looks pretty. That looks pretty too. That one looks pretty. Gently, when you touch the flowers, you gotta be gentle. I'm gonna smash it. Your Hulk smash. Kaden, what you doing? Be careful. Mommy, look how pretty these ones are. Dad, look how pretty these are. No, this one's pretty, but no, that one reminds me of spring. This one reminds me of winter. Oh. Daddy. Get Mommy, Daddy, that flower reminds me of spring, and these flowers remind me of winter.
It reminds you of winter and spring. Yeah. This one looks more spring. Yeah. Yeah, this one more spring. That looks like fall nice. Then. This one? That yeah. Like and then that what's for nice summer? One. What's for summer? Look at the vase. It's nice too. You guys are crazy. You know what? That one's nice. Not crazy. We're crazy. I think this one's called Guppy. Guppy. This one's beautiful. I'm just here. I was taking a picture of that one. This one looks fake. These look fake. Yeah, they are. No, are they no, they aren't. They are real. They are real. Okay, let's go. Okay. Bông mà không không nhỏ giống như là. Nào, để cho thầy kéo đẩy cái theo. Đi con. Đi khác không? Đi khác không? Cái phục té. Rồi. Oh, no, no, I don't think I can get froyo from Costco because that'll take away Sunny D. Yes. Oh, sorry, sorry, sorry. Kaden. Oh, yes, let's go. Okay. Airborne, right here. I saw Airborne last week. Here's prenatal. Ba có thấy probiotic được không ba? Mua cái này rất là tốt nè, để xích cho giống như dầu xanh vậy, xích cho trong ngực á. Thì có loại này thôi, loại này là probiotic nè, men tiêu hóa nè. Airborne, yes, airborne in there. Look at this! That's the color of it. We already have that. Yeah. How about them? Oh, no. Okay, come on. Kevin, go with daddy. Go with daddy. Oh, go with daddy. That's at the bottom. No, I want this one. No. No. 10 billion. Và cái này còn rẻ hơn nhé. 20 billion like. Cái này 10 billion rồi. Cái này 100 yên còn này. 140 luôn. Yên như ngày cái uống mấy yên là con thì con cái tiền này uống còn yên à. For adult take 2 capsules a day. Còn này let me see. Mình sắp số. Take one capsule once a day. But this one only 10 billion and this one 20 billion. How much is that one? That one's $19. Yeah. He can have it? It's too expensive. Why? It's too expensive. Why? What are you trying to do, girl? Why are you so? 20 billion. Okay. Wow. Mua nào cũng được. Nhà mình có. Mà con lựa cái nào cái hạn còn lâu hay không? Tại mẹ còn uống tới nhà chưa thấy hết nữa. Hả? 19. Expiration tháng 4 hay 19? Ok, 1 năm ok. Tháng 4 hay 19? Ok, này bán cho 2 yên. Ok. Oh, be careful, be careful. Này airborne. Oh no. Hey, airborne right here. Airborne chewable. 12 đồng. Ngoại nha. Đu kìa. Ba lựa cái nào có mùi flavor ngon ba. Cái này là gì? Cái này là
Vitamin C, berry, những cái này citrus. Mua cái citrus ngon hơn, citrus mùi cam hơn, cái mùi berry nhiều hơn lắm. Ok rồi, đi chưa? Đi nè, đi về nè. Trời ơi, quậy quá chừng à. Đu lên. Nè, coi kìa. Nè con, đi con. Nè, coi kìa. Go con. Ê, đụng, đụng em đằng trước kìa. Go con, ở đây. Careful. Em chào lên luôn. Em từ từ cho em lên nhé. Careful. My gosh, you guys. Oh, do you hear that? Do it again. Do it again. Beep, beep, I'm missing. Meow, meow, I'm a cow. Oh, my God. Mom, which is better, Sunny D's or Froyo? What's Froyo? Frozen yogurt. Where did you park? Rồi, bung đồ cất vô nè. Quá wow, chừng hết luôn cái trunk xe. Nước đẩy như vậy cho con xem cái gì đây. Không đẩy được luôn hả? Cái gì á? Thế nào kìa? Yay, we're not trapped anymore. Yes. Hi again. Rồi đây, mua goldfish. Goldfish cho ai? Cho ai á? Tammy. Chứ phải cho con hả? Một thùng goldfish thiệt là bự. Kéo áo xuống. Kéo áo xuống. Can I open it? Mình chút nữa mình open, ok? Bỏ tay ra. Nè, mua một thùng goldfish ha. Nói coi kỹ đi. Nè, thùng này là cho phê đành nè ha. Mà hình như mở trong này ra nó có 3 thùng, 3 cái bịch trong này á. Mua một. À, ba mở ra một thùng đi. Nè, ba mở ra một thùng đi. Mua thử ha. Ừ. Nè, phê đành ba mở nè. Trong này có 3 bịch. Chắc là bịch to đó. Không, nó có 3 bịch. Rồi mình xớt ra cho em anh. Đó. Wow. Đâu? Cái này muốn bầm mở luôn lên, không? Này cầm lên. Rồi. À, cái đó cho Tammy, ok? Yeah, we cannot open it. Open this one, mình mở này cho con ăn, ok? Ok, put it in the bowl. À, bà cắt ra. Đây này, cái gì đây nè? Cái này để cái băng keo á, xài lại đó, để dán lại á. Hiểu không? Cắt ngang á. Cắt ngang này, cắt ngang này, lấy băng keo dán này ha. Rồi cái này muốn mấy bà cắt không con? Rồi mình chụp cắt ao phải dưa. Mua nước nè. Rồi nào. Nước này có mấy chai ba? 40 chai hả? 40 chai 2.99 hả? Cũng rẻ ha. Rồi. Hoành thánh nè. Cái này mà cắt cái này ha. Yeah. Mà cắt ha. Yeah. À, ok cái này xuống đi. Ngồi xuống. Sit down. Yeah. Rồi, mà cắt cái này ha. Cắt tiếp rồi. Cắt tiếp rồi ha. See what's inside. Cái gì đó? Goldfish. Ăn đi. Bỏ dưới vào ziplock bag cho em nha.
No, in the bowl. À, in the bowl. Ok, bỏ vô cái chén cho em. Đó, trong cái thùng này là có 3 bịch bự như vậy ha. Ngon không? Yeah, và bỏ bowl cho con ha. Yeah. Rồi. Good. Đó, đổ thấp. Yeah, bỏ bowl vô đây ha. Ok. Rồi, ok. Rồi, cái này gấp lại ha. Gấp lại vậy. Gấp lại vậy. Rồi, lấy cái này dán lại. Rồi, con đi trước. Rồi, bỏ lên đây cắt. Rồi, ha. Đổ tay. Đây là hoành thánh nè. Mini hoành thánh. Chicken and cilantro nghĩa là thịt gà. Cilantro là hình ngò á. Cilantro, đây, những cái này. Con ăn hả? Bị bệnh. Ừ. Bị bệnh. Ừ, cái này á. Trong này có bao nhiêu cục nè? 3 pounds là 1 kg. 1.3 kg này, cái này là đồ đông lạnh á. 5 phút gì đây? Heat up. Heat up in 5 minutes. Ok. Rồi, khi nào mà mình lười á, cái mình đi nó có hướng dẫn đằng sau nè, nó kêu mình chiên hay là luộc hay là hâm microwave nè. Nhưng mà cái này á nè, mình nấu nước lèo á, cái xong cái mình thả cái này vô là mình có hoành thánh mình ăn thôi. Đó. Con làm gì đó con? You want to see pictures of the goldfish? Đây nè, picture goldfish đây ngoài này nè con. Đây nè. Rồi. Ừ. Rồi, mua cái này. Ây, nặng quá. Cái này 3 bịch luôn. Mỗi bịch là 1 pound. Mà nó làm chung với nhau tại Costco nó bán sỉ á. Mà ba cái này khác nhau, cái này turkey breast nè, là gà tây nè, honey ham nè. Rồi cái này turkey breast, mà cái này loại oven roasted là nó nướng ở trong lò nè. Còn loại này smoke là giống như là xông khói vậy đó. Thì ba bịch này nó cũng rẻ lắm, nó có coupon á. Không có coupon nhưng mà mỗi tháng hay là mỗi mấy tuần á thì nó có sale những cái cho con á. Nên nó giảm giá đó, thì cái này như được 2-3 đồng off gì đó. Ừ, cho con ha. Rồi mình mua một cái bịch này nó không có sale, bịch này 15 đồng. Ui, dao nặng lắm nha. Meatballs này là giống như là thịt viên vậy đó. Nè, mình mua về mình làm spaghetti á. Mà trong bịch này là 6 pound, là 2.72 kg nè. Bịch này rất là nặng nha. Mình mua về nó frozen, nó đông lạnh rồi. Và bây giờ mình nghe nhìn mình làm spaghetti thôi. Hay là mình làm giống đủ thứ vậy nè. Mình có thể làm nuôi rồi bỏ thêm cái meatballs vô, hay là meatball xào rồi bỏ mè lên trên ăn với cơm nè, hay là meatballs ăn với bánh mì đây nè. Đó, đây ha. Rồi mình mua cái gì nữa đây? Mình mua một cái hũ mật ong nè, tại vì vừa rồi làm chanh ngâm mật ong á là xài hết cái hũ mật ong luôn. Mật hũ này là 16 đồng á. Đây, chanh ngâm mật ong cái mình làm là nó khô hết á. Còn đây là Airborne này là giống như là kẹo vitamin C vậy đó, cho mấy đứa này nó ăn nó ngay á. Hồi nãy mình đi mình thấy cái này là loại cái này hiệu cái này cái mùi berry là mùi những cái trái dâu này nọ đó, mà con bà nhỏ ghét cái mùi đó, cái mùi vitamin C, cái mùi citrus là mùi chanh, mùi cam thì nó thơm hơn. Thì mình mua hai hũ này cho mùa đông hay là mùa gì cũng được, nói chung mùa gì cũng được cho mấy đứa nó ăn. Ha, con nằm như thế con ăn luôn hả? Cười nè, em ăn gì đó? Goldfish. Cái bánh này em thích lắm á. Nằm dưới đất luôn, trời ơi. Còn đây là probiotics, là giống như là men tiêu hóa đó. Mỗi ngày mình uống 1-2 viên gì đây nè, theo chỉ dẫn ở trong này nè. Thì mỗi ngày mình uống để cho mình không có bị giống như là đầy hơi á. Cũng giúp lắm á. Còn đây cô bé nhỏ mua cái này prenatal á. Là nó cho những bà bầu. Nhưng mà mình thấy nó cũng giúp thôi. Cô bé nhỏ thấy uống cái này thì cô bé nhỏ không có bị chóng mặt. Có nhiều khi mình uống những cái loại thuốc mà vitamin, mà đủ loại vitamin cho phụ nữ 30 tuổi trở lên, 40 tuổi trở lên gì đó. Nó có rất là nhiều loại, one a day, có nghĩa là mỗi ngày uống một viên thì nó có khi mình uống xong cái mình bị nhức đầu. Giống như mỗi lần mà uống dầu cá là rất là nhức đầu luôn. Nhưng mà cái loại này prenatal này giống như cho bà bầu thôi, cũng giống như là thuốc bổ. Mình không có bầu đâu nhưng mà uống cũng được thôi ha, đâu có sao. Đó, thì hôm nay cô bé nhỏ mua cái đó. Cô bà nhỏ nghĩ là miễn sao mình có uống thuốc là được rồi đó. Có thêm được cái gì trong người là đỡ cái đó ha. Đây là cái bánh này, là bánh con sò nè. Cái bánh con sò này nó bán 6 đồng mấy á, mỗi cái.
em làm đổ hết rồi hả? Rồi lụm lên. Bánh con sò này mỗi cái là trong một cái bịch nè. Cô bà nhỏ có cái khuôn làm bánh con sò này nhưng mà làm vài lần nhưng mà chưa có thành công. Cho nên lần này á, là phải mua về ăn thử. Ăn rồi thử cái mùi vị nó như thế nào rồi mình sẽ làm nó giống như vậy. Tại vì lâu rồi mình cũng không ăn mà cũng chẳng nhớ. Nhưng mà cô bà nhỏ nhớ nó giống như là bánh bông lan vậy đó. Lần trước mình làm rồi một lần thì bị khét. Khét cái đít. Còn một lần thì nó ra nó không có cái cục và nó không có u lên một cái cục giống như vậy nè. Cho mọi người coi đó. Khi mà nó phải cái bánh này nó phải nhô lên như vậy thì nó mới đi là nó mới đạt tiêu chuẩn đó. Nhưng mà cô bà nhỏ làm thì nó chưa có cái u lên đó. Cho nên mình làm sai chỗ nào đó. Ừ. Khâu đánh bột hay khâu gì đó mình làm sai cho nên chưa đúng. Cho nên hôm nay mình mua giùm mình ăn thử. Rồi mình coi cái vị nó như thế nào rồi mình mua. À, rồi mình làm theo. Đây cô bà nhỏ mua cái hộp. Cái hộp này nữa. Cái hết cho con hả? Hộp này cũng là đồ đông lạnh luôn. Grilled chicken sandwich 12 cái. Trong này có 12 cái. Nó thật là hồi nào giờ cô bà nhỏ chưa bao giờ ăn cái này. Nhưng mà nó sale đâu còn có 7 đồng hay sao á. Là tính ra đâu có 50 cent rẻ hơn 1 đồng một cái. Mà mình đi làm mình không có cái gì mang theo ăn á. Yes con. Mình đi làm mình không có gì theo ăn á. Em đem theo ăn cứ mình lấy một cái đại. Rồi mình không mang quay ăn cho rồi. Này cũng coi như 1 đồng một cái. Mà chưa bao giờ ăn trên lần này thấy nó sale rẻ mua ăn thử. Yes con. Sao? Cười cười gì muốn nói gì? Còn đây mua một cái thùng Sunny D. Hồi nãy khát nước quá là khua ra uống liền cho mỗi đứa một chai rồi. Sunny D. I love Sunny D. I love Sunny D. Con mới uống của con đâu ở trên kia kìa. Lấy đi của con kia. À bỏ vô tủ lạnh đi. Đó cái này nó cũng đang sale mà chị hai thích uống cái này lắm. Mỗi lần đi học đem đồ ăn theo đi học á là đem theo một chai uống. Một chai này thường á là nó bán 1 đồng một chai. Nhưng mà cái này nguyên một cái này là bao nhiêu? 30 chai mà như nó bán rẻ lắm. 7 đồng mấy á. Để mình có receipt nha. Đây hôm nay đi chợ chừng này. Đi hết chừng này là 130 mấy đồng á. Quá trời không? No, đừng lấy nữa con. Thôi chị hai không ăn. Chị hai uống hết một chai rồi. Chị hai không uống nữa đâu. Cất lại đi mai mốt rồi mình đi đâu mình uống nha. Bây giờ buổi tối rồi mình đi ngủ rồi. Ha. Rồi qua bên này. Qua bên này nói bye bye nè. Go over there. Go on the other side. Sissy uống hết của Sissy rồi. Because he loves it. She loves it. Con ăn vô phía cho con đi. She loves it. Rồi nói bye bye nè, mình xong rồi. Bye bye đi. Nè, nói bye bye. Bye. See you next time. And next time. Khi định nói nhớ subscribe nha. Subscribe. Trời ơi. Nói bye bye. Bye. Rồi đi ngủ ha. Nha. Nha.